Ok, sau đây này tôi nghe chẳng thì riêng chỉ mới riêng trong cái phần đọc miếng tôi tông chỉ muốn đi ACP server nữa sẽ tham lán nhóm tay bởi đến từ đi ACP server bỏ trên bị router rồi có firewall làm đó nó cứ nhóm bỏ trên bị Windows server hay nhóm nâng thuê cả bật đi ACP server trên bị mạng bị FortiGate mình nhé nhóm bỏ trên bị Windows server hay Windows server những cứ những prapra Active Directory domain nó lên nâng tầm đó. Ok, nhóm cho Windows Server sẵn. Ta nhóm nhóm nâng check mà ta Windows Server nhưng bạn install ấy khá nè. Ta ok. Nè, để bạn install at Zui DHCP hay cả đại tế. Vì nâng nguyên link nâng lại nè. Chẳng là dừng lại job processing. Đây là lấy dừng cầm bông thề nâng lên firewall. Firewall và dừng bạn bỏ DHCP Server trên P interface public P nè. Chẳng dừng nâng thuê cả bật vía. Ok ní. Dừng chọn lưu vía mót nâng cứ chỉ lên bỏ nhóm này mình bỏ đi ACP server á nà. Chứ nhóm tầm bay cho tờ configure thuê relay. Mình này thay dừng trâu Windows server nó bê vía miên miên đi ACP server hai vía nâng thuê cả relay bằng tờ lỡ kẹt với nâng interface bỏ FortiGate nà. Chứ nâng đó nâng chạy cái lại. Sorry. Chạy cái lại relay. Nâng chạy cái lại relay. Tầm mắt lại cứ đặt IP server robot Windows server. Ở vậy để dùng install the HTTP server nào ná cứ dùng tạo đặt IP server vào. Ok. Nhưng cứ IP Windows server để install with the HTTP nhé. Mỗi cho P. Ok. Chết nhé. Ok. Bắt đầu mà nhầm cho tờ can Windows server dựng vĩnh. Dương check mới dương up to men switch tế và sao nên ở men switch hay dương trâu cá configure chẳng nhau mà tên man install switch AD DHCP tế và sao nhóm đi mua trò chẳng là nhóm add DHCP server và chụp next để tiết viên đang thua ca install từ lơ switch nâng sẵn tâm mà dương đang thua ca configure activate viên ok. Ok, yung chẳng bị một plate sẵn đó. Ok, nè tạo ạc nè chẳng tình chạy close. Tạm mắt nè tạo ạc nè khơi miền sinh nhà nè. Bà xa dự install sử vi hai viên miền sinh nhà nè. Sinh nè ạc nè chạy complete the ACP configuration. Chạy next. Ok, nè tạm ra đó confirm. Ok. Tâm ơn đã học cho tool. Nói đến này là học khi nhận DHCP. Chạy lưu vía. Yeah. Chẳng chạy lưu vía mũi. Khởi nhận IPv4. Chứ này ta học này trâu card scope mũi. New scope. Right click. Yêu biệt thành new scope. Riêng IT command. Nó đã chung scope dưới ngọt bằng hạt thế. Đã chung một. Cũng không được đại cái đã tới. Chẳng IP bỏ dưỡng này dưỡng trâu bỏ chân. Cứ IP land bỏ nhóm cứ. Nhóm trâu bỏ pi mà rồi tớ nhóm bỏ ta pi học sắp tớ cán mua cho cao sắp cho nó nhóm bỏ vào năng chẳng ta bị bỏ tớ hai lần cái này cứ tự tôn chủ mùi nhàng slash nó slash màn slash phải buồn nó ok exclude này tớ ở đây trong đó việc tục prà ọt nó không chỉ lo sai sắp tổng học sắp năng ok chân list time cứ bấm bay thứ hai ở việc thôi cả refresh đồng bởi thuốc cao phát đồ IP nè. Ok. Nên là ốc này ai kè bán ạ. Mà thằng ai được vì thằng ai của bán. Thì xong lên là ốc này. Tập mất là ốc này cho biết tha configure DHCP option. Hay dừng vô dạng mất. Dạ. Chẳng là như này là ốc này có những biết router default gateway. Chẳng là ốc này với gateway rồi bỏ này là ốc này mất. Cứ gateway nó lỡ interface rồi bỏ. For the gate bao nhiêu nữa. Nè. Gateway nè mùi chọn mùi nè trở đã nâng cứ việc trở long cắt for the gate sẵn với bọt thở ơi khai ăn dưỡng ok mùi chọn mùi tập mất nữa này chọn add dạ tập mất nữa này chọn next ok chắc là như cứ nên tạo này ai đã server name cứ đã DNS miền DNS TP đã DNS TP máu miền DNS nhưng trong phần DNS local và dưới được gọi điện bỏ ISP anh em chúng ta tạm đăng tới anh
chương điền này lúc khó là sao dương join Active Directory này. Ok cái lệnh Win Server này đọc niêm bài tạ tế. Ok chụp đấy hai cái lệnh này bị xua dương nhé. Want to activate this scope now. Yeah. Ok. Chứ nhận thua ca refresh tờ lơ mà xin client dương. Ok. Chẳng bạch bọn IP vào nhóm bản năng. Chứ nhận thua ca refresh. Release. Renew nữa. Ta dương tựa bản IP vào mát hay Windows dương bỏ hỏi ọt nữa. Ok. Để sao nhóm bật đi ACP chân bị Watergate rồi hay. Ok. Nhưng chạm viên tích. Ok, chứ IP để nhóm bỏ từ tụi bán cứ mua chạy học sắp hay nhóm tụi bán kết với nhóm tài là Internet. Ok, nhóm tài thực can FCC. Ok. Mà thực English. Yeah. Nhưng cứ tụi bán hay Internet tiếng sạc sẽ. Chứ nhóm bây giờ là những option này hình tích. Yeah. Nếu trong đi ACP server nó lên Windows server thì tạo nên kênh scope. Nó scope nó cứ dương quan của cả chân trên lưu viêm nó dùng miền address pool. Address pool cứ chỉ lo để IP để dương bỏ từ nó thì tạo nên cái này. Ok, thì tạo nên ai chọn lưu những hai dương nhu của bạn. Anh ấy cứ mình này thấy dương bỏ chỉ lo nào ta chỉ lo nào nè. Ok. Tạo mọi này tạo nên cái này cứ list nè, list dùng miền này nè. Expire, list expiration. Ok, dừng kịch mới tới của màn ngay về việc đạt tạm nâng nè. Tập mà thì nó đi về miền reservation. Reservation vì ở không hay before the gate cứ dừng trong nốt mạ tại nâng từ tù bàn IP của màn này đọc này right click vô bị new reservation. Ok, hay dừng đã chung một sân bảo dưỡng, đã chung một ô thập PC bốn, rồi có bọn là kế. Tập mà này đọc này set IP, ở vì thay trong từ tù bàn IP của màn. Tập mà này đọc này tôi tổ nốt mạ address rồi bỏ. Sân nâng dùng một đoạn này cho chạy tớ bàn này chân viên là tựa bàn IP đồ dương cầm mong chân. Ok. Ok. Chân tựa tôn chúng mua nâng đi ACP server cứ miên tập năng tế lại option tổng khăn khăn là nâng dương bỏ đi ACP server chân bí Windows server tạm dịa FortiGate chân vi relay tạm dịa FortiGate ná viết ta relay dương đăng hãy cứ trao chọn cắt FortiGate interface ná tạm bây lần internet. Ok chân vi tổ nâng cứ miên tập năng ọc cún. Ok, sau so đây này tôi học này, chẳng người riêng này chỉ mới riêng trong cái phần mặt người dưỡng. Tôi tông chúng mình đang đi ACP server nè. Sẽ tham lá, nhóm tay và đến từ đi ACP server bỏ chân bị router, rồi có firewall. Tạm đó này cứ nhóm bỏ chân bị Windows server, hay nhóm nâng thuê cả bật đi ACP server chân bị FortiGate nè. Nhóm bỏ chân bị Windows server, hay Windows server dưỡng cứ dưỡng pra Active Directory domain là lên nâng tầm đó. Ok, nhóm cho Windows Server sẵn. Ta nhóm lần check mà ta Windows Server dương bạn install ấy khác nha. Ok. Nếu để bạn install at Server DHCP 2 cận ấy thế. Vì nâng miền link nạc lại này hết nha. Chẳng là dương lại job processing. Đây là dương cầm phương thề nâng lên firewall. Firewall và dương bạn bỏ DHCP Server trên P interface public P nha. Chẳng dừng nâng thua cả bật vía. Ok ní. Nhưng chất lượng vía mất nó cứ chỉ lên vào nhóm này mình bỏ đi ACP server nè. Chẳng dừng tầm bay cho từ configure thua relay. Mình này thay dừng trâu Windows server nó bị miền miền đi ACP server hay vía nâng thua cả relay bằng tờ lỡ kẹt với nè interface bỏ
forget nah chơi nè chơi cái lại sorry chơi cái lại relay nah chơi cái relay tao mau cái lại này cứ đặt IP server robot Windows server nah ở vậy để dùng install đi DHCP server nào nè cứ dùng tao đặt IP server bảo vậy ok nên cứ IP Windows server để install with DHCP nè muối cho pì ok ini ok pertama yang muncul tekan Windows Server yang win yang cek mới yang atau main switch teh bahasa net ah main switch hai yang terluka configure jang nyom atau main install switch AD DHCP teh bahasa bahasa yang di muncul lah jang lah yang add DHCP server cek next tiếp Vì nâng thua ca install tờ lơ sử dụng nâng sẵn Tâm mơ dương nâng thua ca configure activate VN Ok Ok, yung chẳng vì một plate sẵn đó nè Ok, nè tạo ni chẳng tìm chạy close Tâm mơ nè tạo ni khuyên miền sinh án ni Bởi sao dựng install sử dụng hai viên miền sinh án ni Sinh này ọc ni chạy complete the ACP configuration Chạy next Ok, nè tạo ra tất confirm Ok Tâm mơ nè tạo ni chạy tool Nè đơn ni nè ọc ni khuyên miền DHCP Chạy lưu vi Yeah Chẳng chạy lưu vi mũi Khuyên IP before Cho nên tao nghĩa trong card scope mỗi new scope right click yêu biệt thành new scope riêng ai thì máy nó đã mua scope dưới mặt bài hạt đấy đã mua cũng hôn được đại cái đã tới chứ IP bao nhiêu này nhưng trong bao chân cứ IP lan bao nhóm cứ nhóm trong bao vì mà rồi tới nhóm bao là vì học sắp tất cả mua cho cao sắp cho nó nhóm bao và năng chẳng ta bị bỏ tới hai lan là những cái tôn chủ mùi nhận slash nó slash màn slash phải buồn đó ok exclude này là ở đây chọn đỏ việc tục prior nó không chỉ lo sai sắp đâu không sắp nâng ok chân list time cứ bấm bài ngay ở việc thuộc cả refresh bấm bài thuộc cả flag đồ IP nè ok nên là ở đây ai cài bán là bật ngay được vì thế ngay của bán thì xong lên là ở đây tập mất là ở đây cho việc tha configure DHCP option hay dùng vô dạng mất dạ chẳng là như nè tóc này kinh bị router default gateway chẳng nè tóc này với gateway rồi bỏ nè tóc này mất cứ gateway nó lấy interface rồi bỏ for the gateway chứng nè nè gateway nè mùi chọn mùi nè trở đã nâng cứ bị trở long cắt for the gateway xong rồi bỏ thở ơi khai ăn dưỡng ok mùi chọn mùi tóc này tóc này chọn add Dạ, tập mơ nữa ông này chụp next Ok Chắc là như cứ nên tập ông này đặt server name Cứ đặt DNS, miền DNS TP, đặt DNS TP mơ miền DNS Nhưng trong phần DNS local và dưới rồi có DNS bỏ ISP Anh nên dừng phần tạm năng tất Anh nên DNS local để sao dừng join Active Directory nè Ok, cái lãnh viên server này tập ông này đặt tế Ok, chụp next hai cái lãnh này vì xua dừng nhé Want to activate this scope now, yeah Okay. Chứ nhận thua ca refresh tờ lơ mà xin client dự Ok Chứ bạch bón IP vào nhóm bản năng Chứ nhận thua ca refresh Release Renew nha Ta dừng từ tụi bản IP vào mát hay Windows dừng bỏ hỏi ọt nha Ok Để sao nhóm bật đi ACP chân bị Bỏ tự kẹt rồi hay Ok Nhìn chạm viên tích Ok, chứ IP để nhóm bỏ từ tụ bán cứ mua chạy học sắp hay nhóm từ tụ bán kết với nhóm tài lang Internet Ok, nhóm tài Thực can ABCC Ok Mà thực English Yeah Nhưng từ tụ bán hay Internet in success Chứ nhóm bây giờ lại option này hình tình nhé Nó khăn đi ACP server nó lơ Windows server Nó tạo nên kênh miền scope Nó scope nó cứ dương quan vào cả Chứ chạy lưu viêm nó dùng miền address pool address pool cứ chỉ lo để IP để dùng bỏ từ nè đọc này cái này ok này đọc này anh chọn lựa những hai dấu nhu của bạn anh ấy cứ mình này thấy dùng bỏ chỉ lo nào ta chỉ lo nào nè ok
tập mà nè tập ni cái này list nè list pemian này nè expire list expiration oke yang kedua itu pemain ngai dia dia perhatian dengan nah tập mà nè kalau ni pemian reservation reservation we are cognate before the get day yang jang note mà tại nung tụ tụ ban IP pemain nè tập ni right click dia new reservation oke hay yang đã chung một sân bao nhiêu đã chung một tập PC bốn được bốn là nào kế tập mà nè ở set IP ở vì thay trong tụ ban IP bao mán tập mà nè ở cái tờ note mà address là bao sân nâng dùng đặt nó lấy hay chuẩn ad đó bạn này chứng vì là tụ ban IP đối dương cơ mỏng chứng ok chứng ở tôi chúng mua nâng đi DHCP server cứ miễn tập năng thế lại option tầm khăn khăn là nâng cái dương bỏ đi DHCP server trên pi Windows Server tạm biệt dịa FortiGate chẳng vì Relay tạm biệt dịa FortiGate nha biệt ta Relay chẳng đang hãy cứ trao chóng cắt FortiGate interface dần nha tạm biệt lần Internet ok chẳng biết ơn cứ mình tập năng ọc cún ok so sau đây này tạm biệt chẳng vì riêng chỉ mới riêng trong cái xung đọc nghiêng tiếp tục chúng mình đang đi ACP server nha sẽ tham lá nhóm tay và đến từ đi ACP server bỏ trên bị router rồi có firewall tạm đó này cứ nhầm bỏ trên bị Windows Server hay nhầm nâng thuê cả bật DHCP Server trên bị FortiGate mình nhé nhầm bỏ trên bị Windows Server hay Windows Server dương cứ dương prap ra Active Directory domain lơ nâng tầm đó ok nhầm cho Windows Server sẵn ta nhầm nâng check mà ta Windows Server dương bạn install ấy khá nâng tạo nhé ini ada ban install at switch DHCP hay cả lại thế vì nó nguyên lý nặng lại nih nè chẳng là dùng lại job processing đây là lại dùng cái phần để nó lấy firewall firewall và dùng dùng ban bỏ DHCP server trên pi interface public pi nè chẳng dùng nó thuê cả bật vì ok ní dùng chọn lựa vì món nó cứ chỉ là bỏ nhóm này mình bỏ DHCP server nè chẳng dùng tầm bay cho từ configure for relay mình này thay dương trâu Windows Server nó bị miền miền DHCP Server hay viên nâng thuê ca relay bằng tờ lỡ gateway này interface rồi bỏ for the gate nó chân là này chạy cái lại sorry chạy cái lại relay nó chạy cái relay tầm mắc lại cứ đặt IP server rồi bỏ Windows Server nó vậy để dương install DHCP server nó ná cứ dương trâu đặt IP server bỏ nhưng cứ IP Windows Server để install switch DHCP nhé và muối cho pì ok chuyện này ok bắt đầu mọi nhóm cho từ can Windows Server dựng vĩnh nhưng check mới dựng up toàn men switch tế và sao nên ở nhóm men switch hay dựng trâu cá configure chẳng nhau mà toàn man install switch AD DHCP tế và sao nhóm đi mua cho lắm chẳng là nhóm add DHCP server hay chuyện next tiếp viết đang thuê ca install từ lớp service nâng sẵn tập mà dương đang thuê ca configure activate viên ok ok dương chẳng viên một plate sẵn đó nè ok nè tạo này chẳng tìm chạy close tâm mắt này nè không biết gì nhé và sao dựng install so vi hay viên miếng gì nhé thì nè nè chạy complete the ACP configuration chạy next ok nè tổng là đã confirm ok tâm mắt này tạo này chạy tool nè đơn nè 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 không biết the ACP chạy lưu vi yeah chẳng chạy lưu vi mũi khơi IP before chứ này tạo nghĩa trong cả scope mỗi new scope right click yêu biệt thành new scope riêng ai thì máy nó đã mua scope dưới ngặt bài hạt thế đã mua cũng không được đại cái đã tới chứ IP bao dương này dương trong bao chánh cứ IP LAN bao nhóm cứ nhóm trong bao vì mà rồi tới nhóm bao là vì học sắp tất cả mua cho cao sắp cho nó nhóm bao và năng chẳng ta bị bỏ tới hai lan là những cái tôn chiều mùi những slash nó slash màn slash phải buồn nó ok exclude này là ở đây trong đó việc tục prior nó không chỉ lo sai sắp đâu học sắp này ok
chẳng list time cứ 8 ngày ở việc thôi cả refresh 8 thôi cả phát đồ IP nè. Ok nên là ông này cái bán là bằng ngày rồi vì ngày của bán thì xong lên là ông tập mới là ông này cho việc tha configure DHCP option hay dừng vô giá mất dạ chẳng là như này là ông này cứ nhận router default gateway chẳng này là ông này với gateway rồi bọn người ta học cứ gateway nó lấy interface rồi bọn for the gate bao nhiêu nè nè gateway nè mùi chuột mùi nè trở đã nè cứ việc trở long cắt for the gate sẵn làm vậy bọn ta ơi lại ăn dưa ok mùi chuột mùi tập mất nữa học chuột add dạ tập mất nữa học chuột next ok chắc là như cứ nên ta học ai đã server name cứ đã DNS, miền DNS TP đã DNS TP máu miền DNS, nhưng trong phần DNS local bao nhiêu, rồi DNS bỏ ISP, anh ấy dùng phần tạm năng tới, anh ấy dùng DNS local để sao dùng join Active Directory nè. Ok, cái lệnh Win Server này đọc niêm bài tạ tế. Ok, chuẩn đấy hai cái lệnh này ví dụ dùng nhé, want to activate this scope now, yeah. Ok. Chứ nhận thua ca refresh tờ lơ mà xin client dùng. Ok. Chúng bạch bọn IP vào nhóm bản năng. Chúng dùng phương cả refresh, release, renew. Na. Ta dùng từ tuổi bản IP vào mát hay Windows dùng bỏ hỏi ọt. Na. Ok. Để sao nhóm bật đi ACP chân bị bỏ tự kẻ rồi hay. Ok. Nhưng chạm viên tích. Ok, chương IP để nhóm bỏ từ tụ bán cứ mua chuyện học sắp hay nhóm từ tụ bán kết với nhóm tài lang Internet. Ok, nhóm tài thực can ABCC. Ok. Mà thực English, dạ. Dương từ tụ bán hay Internet in success. Chắc nhóm bây giờ là những option này hình tí nhé. Nó khăn đi ACP server, nó lưu Windows server, nó tạo nên kênh miền scope. Nó scope nó cứ dương bán vào cả, chẳng chạy lưu viêm á, dương miền address pool. Address pool cứ chỉ loại IP để dùng bỏ từ nè, đọc này cái này. Ok, này đọc này à, chọn lựa những hai dấu nhu của bạn. Anh cứ mình này dùng bỏ chỉ loại nào ta chỉ loại nào nè. Ok. Tập mới này đọc này cái này cứ list nè, list vì miền này nè. Expire list expiration. Ok, dùng kịch mới tới của bạn ngay việc prap tam năng nè. Tập mới thì nó đi về miền reservation. Reservation vì ở không hay before the gate cứ dùng trong node mà tại nó từ tụ bàn IP của mình này đó thì right click vô bị new reservation. Ok. Hay dùng đặt chung một sân bao nhiêu, đặt chung một thằng PC one rồi bọn là nào kế. Tập mới này đó thì set IP ở vì thay trong từ tụ bàn IP của mình. Tập mới này đó thì từ tụ node mà address rồi bỏ sân nó vô một đoạn này hay chuyển add đó bạn này chứng vì nó từ bàn IP đối dương cơ mong chứ. Ok. Ok. Chứ tôi tôn chủ mua nâng đi ACP server cứ miễn tập năng tế. Là option tổng khăn khăn là nâng dương bỏ đi ACP server trên bí Windows server tạm dịa for the gate. Chứ vì relay tạm dịa for the gate á. Vì ta relay. Vì đang hãy cứ tôi chọn cắt for the gate interface dần á. Tạm bây lần internet. Ok, chứ vì tôi cứ miễn tập năng. Ok.